Students, how are you today? Now, welcome to our lesson. Are you ready? Yes, let's start with a small game. Okay? Match the places with the right pictures. There are some places here. Sydney, London, New York, Hanoi, Moscow, Rio de Janeiro. Okay, and there are 6 pictures. Now, 1 minute for you to match. Okay, time's up. Let's check together. Number 1, here this is Sydney in Australia. 2, yes, it's Hanoi in Vietnam. 3, okay, New York in the USA. 4. Yes, Moscow, Russia. 5. London in England. And the last one, Rio de Janeiro, Brazil. Okay. Now, are these places famous? Yes, they are very famous city in the world. So, today we're going to study with a new unit. Unit 9, Cities of the World. Lesson 1, Getting Started. Okay, now class, look at the picture. Who are they? Yes, this is Tom, and this is Mike. Now, can you guess, what are they talking about? Yes, now from the picture, they may talk about some well-known city like Sydney, New York, London, Rio de Janeiro, etc. Nào, từ bức tranh chúng ta nhìn thấy thì có thể là các em đoán được họ đang nói về những thành phố lớn trên thế giới. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn cuộc đàm thoại giữa Tom và Mai, chúng ta cùng đi sâu vào bài đọc sau các em nhé. Ok, now class. This is the conversation between Mai and Tom. Listen and read. Listen and read. What nice photos! Have you been to all these places? Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot. Is the weather there hotter than in Sydney? Oh, yes. Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and most beautiful in the world. Is this London? What bad weather! Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building. And this must be Times Square in New York. Yes, I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it? Okay, this is the whole conversation. Now, listen again. What nice photos! Have you been to all these places? Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot. Is the weather there hotter than in Sydney? Oh, yes. Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and most beautiful in the world. Is this London? What bad weather! Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building. And this must be Times Square in New York. Yes, I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it? Okay, now class, from the conversation, can you see some red phrases? Từ trong bài đàm thoại, các em có nhìn thấy được những cụm từ mà cô tô màu đỏ không? Yes. Có thể đó là những cụm từ các em chưa hiểu rõ về nghĩa và cách sử dụng của chúng.
À, chúng ta cùng đến với những cụm từ đó các em nhé. Nào, đến với từ thứ nhất. Must bằng nghĩa là hầu hết. À, khi sử dụng must đi với of, chúng ta phân biệt hai trường hợp sau. Must đi kèm với một danh từ. À, khi nào? Khi danh từ đó là loại danh từ không xác định, tức là chưa xác định rõ về nghĩa các em nhé. Rồi, must đi với of khi nào? À, khi trước danh từ là một mạo từ, chẳng hạn như a, on, the, à, hoặc một đại từ chỉ định, chẳng hạn như this, that, these, those, hoặc một tính từ sở hữu, ví dụ như my, his, her, your, their, etc. À, như vậy thì nếu trước danh từ xuất hiện những điều cô mới vừa giới thiệu đó thì chúng ta phải sử dụng must đi với of. À, như vậy thì chúng ta phân biệt được hai trường hợp khi sử dụng với must được chứ nào. Ok, nào, từ thứ hai, except, except, except. À, chúng ta phát âm đuôi ed là âm t. Đây là tính từ có nghĩa là hình quả trứng. À, tức là một vật thể gì đó mà có hình dạng giống như là quả trứng vậy đó các em. Ok, từ thứ ba, exciting, exciting, exciting. À, là một tính từ có nghĩa là thú vị hoặc là hào hứng. Exciting, trọng âm nằm ở vần thứ hai. Ok, now copy. Yes, time's up. Now class, create the conversation again. Yes, à, chúng ta có thể nhìn thấy được bài đàm thoại nằm ở trang số 26 trong sách giáo khoa của các em nhé. Now class, read it again and then tick true or false. Now, there are 5 sentences for you. Căn cứ vào bài đàm thoại giữa Mai và Tom, các em hãy xác định những câu sau đây là true hay là false, có nghĩa là đúng hay là sai. Ok, nào, chúng ta có thể nhìn thấy được cụm từ nằm ở câu thứ ba đó là many times. Từ times đi kèm với s nghĩa là lần. Vậy thì many times có nghĩa là nhiều lần. Ở câu thứ tư các em nhìn thấy từ buildings. Buildings có nghĩa là những tòa nhà. Tòa nhà. Ok, now some minutes for you to read and tick. Okay, now let's check your answers. Number one, Tom and Mai are reading a book. Is it true or false? Yes, it's false. Chúng ta nhìn thấy thông tin câu số 1 nằm ở sách giáo khoa cuộc đàm thoại giữa Mai và Tom dòng thứ nhất. Câu nói của bạn Mai. Bạn Mai nói rằng, what nice photos. Ôi, những cái tấm hình đẹp làm sao á. Như vậy thì bọn họ chắc chắn là không phải là đang đọc những sách rồi, mà bọn họ là đang xem hình. Xem hình ở đâu? Và qua ngữ cảnh được cô giới thiệu từ bức tranh thì chúng ta biết được bọn họ đang xem hình từ trên máy vi tính. Cho nên câu này được sửa lại nội dung đúng là Tom and Mai are looking at photos on the computer. Ok, number 2. Tom has been to all 4 cities. Now, is it true or false? Now, it's false. Yes. So, what is wrong? Vậy thì câu này sai như thế nào? Các em có thể nhìn thấy thông tin từ trong bài. Đó là ở dòng thứ 3. Câu nói của bạn Tom. Rồi, vậy thì Tom đã đi đến tất cả 4 thành phố đó rồi. Thì thông tin này chưa chính xác. Phải được sửa lại thành câu như sau. Tom has been to most of the cities. Bạn Tom này đã đi đến hầu hết các thành phố rồi. Number 3. Tom has been to Sydney many times. Is it true or false? Yes, it's true. Tom đã đi đến Sydney nhiều lần lắm rồi. Now, the next one. All the buildings in London are old. Is it true or false? Yes, it's false. Ok,
Ồ, như vậy thì câu này sai ở chỗ nào? Thông tin các em có thể tìm thấy được ở đâu? Câu số 4, từ trong bài đàm thoại các em có thể nhìn thấy được ở dòng số 14 và số 15, thuộc câu nói của Tom. Tất cả các tòa nhà ở London có phải là đã cũ kỹ hết không? No. There are modern buildings in London as well. Còn có những tòa nhà hiện đại ở London nữa chứ. Number 5. Tom has taken many photos of Times Square. Tom đã chụp nhiều tấm hình về Times Square. Is it true or false? No, it's false. So what is wrong? Chúng ta nhìn thông tin từ ba dòng cuối của bài đàm thoại, các em có thể nhìn thấy được. Tom has never been to New York. The photo is from his brother. Right. Như vậy thì người chụp hình không phải là bạn Tom nha. Bạn Tom chưa bao giờ đi đến New York. Tấm hình đó là được gửi từ anh trai hoặc là em trai của Tom ha. Ok. Nào, thông qua bài đàm thoại giữa Tom và Mai, các em biết được tên một số thành phố lớn trên thế giới. Như vậy, nói về các continents, châu lục, countries, quốc gia, cities, thành phố, thì chúng ta đã biết được những gì rồi? Now, let's continue with this task. Name the continents. Các em hãy gọi tên cho các châu lục sau đây. Now, there are seven continents here. Some minutes for you to think. Okay, now tell me the first one. Yes, this is Asia, châu Á nhé. The second, okay, Europe, châu Âu. Now, number three, this is Africa, châu Phi. Four, North America, Bắc Mỹ. Five, South America, Nam Mỹ. Six, Australia, châu Úc. And the last one, Antarctica, châu Nam Cực. Ok. Now, look at this map. Chúng ta nhìn lại bản đồ để thấy cho rõ hơn các em nhé. Nào đây, khu vực châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi, châu Úc và dưới này là châu Nam Cực. Ok. Rồi bên cạnh bảy châu lục, chúng ta còn nhìn thấy trên bản đồ thể hiện ra năm đại dương. Thứ nhất đó là Pacific Ocean. Pacific Ocean có nghĩa là Thái Bình Dương. Now, this is Pacific Ocean. Rồi, cái thứ hai đó là Indian Ocean, Ấn Độ Dương. Cái thứ ba là Southern Ocean, Nam Đại Dương. Atlantic Ocean, Atlantic Ocean, Đại Tây Dương. And the last one, Arctic Ocean, Bắc Băng Dương. Ok. Nào, đó là bản đồ để chúng ta nhìn thấy sơ lược được 7 châu lục với 5 đại dương. Ok. Nào, chúng ta cùng với một bài tập để làm quen với một số châu lục, một số quốc gia, thành phố cũng như một số nơi nổi tiếng trên thế giới này nhé. Ok, nào. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box. Now, this is the blue box. There are five words or phrases. A. Continent, châu lục. B. Country, quốc gia. C. City, thành phố. D. Capital, thủ đô. E. Place of interest, nơi nổi tiếng. Ok. Now, the yellow box. Đây là tên 10 địa điểm. Now, class. Match the words here with the names of places here. Ok. Some minutes for you to do. Ok. Now, let's check your answers. Hanoi. Yes, it is both a city and capital. Okay. Nha Trang is a city.
Asia is a continent. Okay. Sweden, a country. Bentham Market and the Ruhr. This is place of interest. Amsterdam, this is a city and is also a capital. Africa is a continent. The USA, yes, a country. And the last one is a city, Liverpool. Okay, now, this is the answers for us. Take notes. Have you finished? Okay. Bài học của chúng ta sẽ được kết thúc với một trò chơi nhỏ với chủ đề là Around the World, trên khắp thế giới nhé. Nào, hoạt động này là thuộc hoạt động theo nhóm, cho nên cô giải thích và chúng ta tự thực hiện để củng cố lại kiến thức cho mình nhé. Nào, in groups of four, hoạt động theo nhóm 4 người nha. Choose a country. Các em sẽ chọn một quốc gia and ask your friends the questions below. Và hỏi bạn mình với những câu hỏi sau đây. And any others you can think of. Và các em có thể thêm bất cứ câu hỏi nào nữa nếu như các em muốn. Nào, câu thứ nhất. Which continent is it in? Nó thuộc châu lục nào? What is its capital? Thủ đô của nó là gì? What are its major cities? Những thành phố lớn của nó là gì? What is it famous for? Nó nổi tiếng về điều gì? Ok. Nào, và đây là ví dụ mẫu để các em thực hành theo. Với câu thứ nhất, giả sử chúng ta chọn quốc gia là nước Việt Nam. Các em sẽ hỏi bạn mình với câu hỏi thứ nhất. Và bạn mình sẽ trả lời đó là nó nằm ở Asia, đó là ở châu Á. Ok. Rồi. Tiếp theo mình hỏi bạn capital. Capital thì bạn mình sẽ trả lời đó là is Hà Nội. Rồi, đặt tiếp tục với câu hỏi số 3 về những thành phố lớn, bạn mình sẽ đưa ra câu trả lời như sau. There are Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Ho Chi Minh City, etc. Rồi, câu hỏi thứ 4, nó có gì nổi tiếng? Có thể có rất là nhiều ý để trả lời cho các em. Và sau đây là cái gợi ý của cô. It's famous for its heroic history, its traditions and cultures, its beautiful landscapes, its specialties and people hospitality. Ok, nào, bài học của chúng ta tạm dừng ở đây. Và đây là một số nội dung yêu cầu mà chúng ta cần thực hiện sau bài học. Thứ nhất, đó là các em sẽ học thuộc cho cô những từ vựng cô mới vừa giới thiệu. Thứ hai, các em thực hành lại bài đàm thoại giữa Mai và Tom. Bài tập trong sách bài tập chúng ta có thể thực hiện được, đó là bài tập số 1 trang số 16 của học kỳ 2 nhé. Rồi, các em sẽ có bài học sắp tới, đó là tiết A Closer Look 1. Tuy nhiên, đây là tiết mà cô hướng dẫn các em tự học ở nhà. Cho nên, sau đây là phần hướng dẫn của cô đối với tiết học ở nhà của các em. A Closer Look 1. Thì trong tiết học này chúng ta sẽ học với 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất đó là về vocabulary. Trong phần vocabulary, tức là phần từ vựng này, thì các em sẽ có bài tập thứ nhất đó là match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite. Các em sẽ kết nối các từ ở cục A với từ trái nghĩa của nó nằm ở cục B. Và các từ ở đây đều là những tính từ. Có thể một từ sẽ có hai từ trái nghĩa của nó, các em lưu ý nhé. Nào, ví dụ Âu, thì trái nghĩa của Âu chúng ta tìm được ở cục B, đó là từ new, cũ, trái ngược lại với mới. Ok, nào tiếp tục dangerous, nguy hiểm, thì sẽ tìm được từ nào trái nghĩa với nó đây, đó là safe, an toàn. Quiet, you see, noisy. Bright, wet. Clean, dirty, polluted. Clean có hai từ trái nghĩa nằm ở cục B nhé. Historic, modern. Bên đây là hiện đại, còn này hiểu nghĩa ngược lại là cổ kính nhé. Boring, this exciting. Từ này chúng ta đã được gặp ở phần đầu cô giới thiệu, đó là thú vị, thì ngược lại với thú vị đó là buồn chán. Cheap, this expensive.
cold. Hot. Ok. Nào, chúng ta đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em hãy tạo ra những word webs. Và đây là những word webs với 5 chủ đề được gợi ý. Chủ đề thứ nhất là city, thứ hai là food, thứ ba people, thứ tư là building và chủ đề thứ năm là weather. Các em hãy điền thêm vào những tính từ có liên quan đến những chủ đề được gợi ý ở đây. Ví dụ với city, chúng ta có tính từ liên quan đến city đó là beautiful, hoặc là peaceful, hoặc là exciting, modern. Các em có thể thêm được càng nhiều tính từ cho word webs thì càng tốt các em nhé. Rồi, tương tự như vậy, food có thể được gợi ý số tính từ như sau: delicious, good, awful, tasty. Nào, people, beautiful, friendly, noisy, nice, etc. Building, tall, old, new, modern. Weather, wet, hot, cold, rainy, etc. Rồi, chúng ta cố gắng nhớ càng nhiều từ vựng để bổ sung vào cho word web của mình càng tốt các em nhé. Ok. Nào, phần thứ hai trong tiết học tự học ở nhà của các em đó là phần pronunciation. Đó là về phát âm. Thì trong bài học này chúng ta sẽ được học với hai âm mới. Các em có thể tự luyện tập được ở nhà nha. Nào, âm thứ nhất đó là âm O. Sự kết hợp giữa hai âm đơn là âm Ơ và âm U. Chúng ta kết hợp lại và đọc gần giống như âm O trong tiếng Việt của mình nha. O, O, cold, cold, ok. Nào, âm thứ hai, âm I, I. Các em đọc gần giống như là tiếng Việt luôn. Nào, sky, sky. Nào, ok. I, exciting, exciting. O, snow, snow. Ok. O, O, old. I, hi, hi. Ok. Close, fight, home, flight. Is it okay? Yes. Nào, phần thứ ba trong bài học ở nhà của chúng ta đó là về điểm ngữ pháp với superlatives of long adjectives, câu so sánh nhất với tính từ dài. Ok, chúng ta đã được học về câu so sánh nhất ở chương trình học kỳ 1, và được cô giới thiệu đó là thuộc loại so sánh nhất với những tính từ ngắn. Nào, trước tiên chúng ta sẽ phân biệt thế nào là tính từ ngắn và thế nào là tính từ dài các em nhé. Tính từ ngắn là những tính từ đọc một vần hoặc những tính từ đọc hai vần nhưng tận cùng. Đó là những từ như là y, o, w, e, r, a, n, t, e, t, p, o, e. Thì đó là những tính từ ngắn. Còn tính từ dài là những tính từ được đọc hai vần trở lên, ngoại trừ những trường hợp cô mới vừa nêu ra. Ok. Nào, so sánh hơn của tính từ chúng ta được tiếp xúc trong bài học này đó là so sánh hơn của tính từ dài. Một số ví dụ cho tính từ dài, ví dụ như là expensive, difficult. Chúng ta đọc những tính từ này thành ba vần, nó được coi là tính từ dài. Hình thức so sánh nhất của expensive là gì? The most expensive. Difficult, the most difficult. Như vậy thì từ đây các em có thể đưa ra được quy tắc cho so sánh nhất của tính từ dài, đó là the đi với most cộng với tính từ. Rất là dễ luôn nhé. Ví dụ English is the most difficult subject. Not the most difficult. Ok. Rồi, cô nhắc lại một chút xíu về tính từ ngắn ở hình thức so sánh nhất. Nào, ví dụ tall, long, chúng ta đọc một tiếng đó là tính từ ngắn. Như vậy thì so sánh nhất của những tính từ đó cô có hình thức đó là the tallest, the longest. Rồi, như vậy thì từ đây chúng ta nhắc lại hình thức mình đã học với so sánh nhất của tính từ ngắn, đó là the đi với tính từ và est. Chúng ta đọc đuôi nó là est, the tallest, the longest. Ok. Nào, ví dụ I'm the tallest in my class. Ok. Rồi, như vậy thì trong phần này chúng ta tiếp thu với điểm mới, đó là
so sánh nhất với tính từ dài và ôn lại với so sánh nhất của tính từ ngắn. À, ok.